Xin chào các bạn, hôm nay mình làm một cái video về đồng sơn. Đây là chiếc Honda City đời 2015-16 gì đó. Sở dĩ nước sơn nó bóng đẹp như thế này là do mình mới vừa hoàn thiện xong công tác đồng sơn. Mà nó không phải là bị tai nạn hay trầy trụa gì các bạn, mà nó bị một cái bệnh rất là lạ, mà hình như là thường rất gặp trên những dòng Honda City này. Đó chính là tình trạng mục nát cái cạnh dưới của bốn cánh cửa. Sau một thời gian sử dụng thì nước nó đọng bên trong cái cánh cửa, nó làm gây ra hiện tượng mục nát như thế này các bạn. Đây là một vấn đề về chất lượng của chiếc Honda City này. Và theo như anh em thì đa phần những cái xe đời này đều bị tình trạng giống thế này các bạn. Cả bốn cánh cửa đều bị, và tình trạng là mục khá là nát rồi đó, giống như những chiếc xe mà cỡ khoảng 20-30 năm tuổi vậy đó các bạn. Bây giờ mình phải coi như là cắt bỏ hết tất cả những cái mảng body bị mục nát này, và mình gò lại cái body mới. Như các bạn thấy, mình hoàn thiện xong một cánh cửa rồi đó. Bây giờ mình làm ba cánh còn lại y hệt giống vậy. Mỗi cánh nó có độ hư nặng nhẹ khác nhau hết. Mà cũng hay thiệt chứ các bạn, không ngờ những tấm body này mà anh thợ đồng có thể gò lại bất cứ hình dạng gì. Trước đây mình gò rất là nhiều rồi. Cái hay ở đây là tất cả đều làm bằng tay và nhắm bằng mắt, mà chất lượng sản phẩm cuối cùng thì rất là bất ngờ nha. Thật sự mình nói nó cũng phải là 9.5/10 so với cái body zin. Coi như là mình hoàn thiện xong bốn cánh cửa rồi. Bây giờ tiến hành lót để chống xét á. Cái này là rất quan trọng nha. Nếu không có lớp lót chuẩn này thì thế nào sau này cũng là xét lại thôi. Sau khi mà lót chống xét hoàn thiện rồi, mình tiến hành làm nền. Làm nền là trét bả ma tiếp tới các bạn, để cho nó liền lạc hết tất cả thân xe. Các bạn có thể thấy là cái lượng bả ma tiếp của mình gần như là rất ít. Mình hạn chế tối đa cái việc trét bả ma tiếp. Xong hết rồi tiến hành sơn thôi, lên màu. Ở CCM Fast thì khi mà sơn á thì mình đều tháo rời ra sơn rời. Thí dụ như là sơn cửa thì mình sẽ tháo cửa ra mình sơn, sơn cản mình sẽ tháo cản ra mình sơn. Rất ít khi nào mà mình sơn trực tiếp trên cái body xe. Làm cái công tác này tuy tốn công nhưng mà đảm bảo chất lượng đầu ra là tốt nhất có thể các bạn. Một số chiếc xe mà yêu cầu sơn lại full con á, coi như là sơn lại hết luôn á, thì cái tỷ lệ tháo của mình là tháo gần như hết chiếc xe luôn. Cabo tháo ra, cốp xe tháo ra, tất cả các cửa tháo ra, tất cả các cản tháo ra luôn, sơn riêng hết. Thậm chí mình tháo vè ra sơn riêng luôn nha. Một số xe mình tháo kể cả vè ra, vè trước mình ra mình sơn riêng. Tuy thời gian thi công có thể kéo dài hơn, giá cả có thể cao hơn, nhưng mà mình vẫn rất thích là cái chất lượng đầu ra của nó rất là đẹp. Dù gì đồng sơn cũng là một phân hệ dùng để làm đẹp cho chiếc xe, nên cái yêu cầu đẹp, yêu cầu thẩm mỹ nó cao lắm. Mình làm tốt nhất có thể trong phạm vi cho phép. Giá cả thì không phải là trên trời và nó cũng không phải là rất là rẻ. Nó vừa tầm, mình nghĩ là như vậy. Tới đây là cái công đoạn sơn cái lớp áo bóng cuối cùng. Coi như sơn lớp này lên là coi như hoàn thiện đó các bạn. Các bạn thấy vừa phủ qua là cái bề mặt sơn nó bóng lên liền phải không? Hoàn thành hết bốn cửa xe rồi. Mình tiến hành chờ nó khô. Rồi sau đó lắp ráp lên xe. Dọn dẹp lại, tinh chỉnh lại một tí là có thể giao xe rồi. Kết quả cuối cùng là rất là mỹ mãn. Hy vọng rằng sau cái cuộc giải phẫu này á, đắp lại làn da này á, thì chiếc xe này có thể vận hành tốt tiếp tục trong khoảng thời gian sắp tới.